Không biết. Mình sẽ luôn kiểu tạ chân. Đây là một có thêm thú kiểu support của Bell Street kiểu. Con người. Quân lâu ấy nhỉ. Quân đâu rồi? À đây. À tôi thích cơ rồi, tôi kia bên. Ở chơi này quen là nhiều khi sang cái Black Squad á. Ở Black Squad kia toàn đổ ấn nhầm. Nhầm gì? Ấn tí 1 là... Ồ vãi đúng, Black ấy. Black ấy sao delay ấy. Tội thế. Tôi mới ra tất cái VP của vãi lù, bảo sao à? Tôi bắn vào con quái mà không thấy nó chết luôn, kiểu nó đi xuyên qua ấy. Tôi phun lửa giữa team luôn. Tôi phun lửa mà lửa không xịt dao mà tôi chỉ thấy tiếng xịt 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 xịt. Quân này đi vòng lại ấy, đường này đi vòng lại ấy, như mày. Yeah, không phải có gì. Đứng đây, đứng đây, đứng đây. Một cơ sở. Vãi lù. Bạo lực học đường ấy, tái diễn. Cho ra một người đứng là đủ. Ông để nó đứng lên nó hút hết cả quái. Bên này không có con nào luôn. Ở đây bên này có một con béo. Quá để tôi phải cân tin rồi mệt quá. Đấy sấy mẹ hết luôn. Rồi rồi ok ok. Đợi tầm với 5 phút bảo cho đừng đi mất cân. Ồ. Đang một cân. Để cho kênh cảm ơn điên cơ. Tôi cần hết. Tí nữa túi thì đường này quay phim cho tôi tỏa sáng thôi. Vãi cả lù. Vâng. Mình bỏ lại được chốt. Ừ, đi từ từ xem nào. Đi đâu anh? Bên kia có đạn. Ủa phải các ông đi được nào rồi? Ôi. Không biết đâu đây, để đâu rồi. Bộ nó chạy nhanh quá Tú ạ, thề luôn. Bọn này không có khái niệm teammate trong đồng. Vãi luôn, đây rồi tôi thấy rồi. Đấy, tôi là đi đường khác rồi mà dùng vài chặn lại đi. Đấy. Di chuyển đi chớ, tại sao đứng ở cái chỗ tù ấy lều. Di chuyển nhưng không biết ông... À đây rồi. Di chuyển đi, di chuyển đi anh em. Ta di chuyển này. Ok, ngon ngon ngon. Vãi rồi, tôi nhìn máu của mình. Vâng. Thật sự phun lửa cũng đẹp ấy. Cảm ơn nó đều ấy, nó lít cơm ấy. Tôi là Vân sẽ hợp sức đại trong mình là
đi bán. Quái bơ xích. Bơ xích cơ đi nhận đạn à? Quái good. Nhiều quái ở đây, tôi đang bảo kê. Khô mất rồi nhỉ. Tôi cũng nhảy lên từ đấy. Đầu nó còn ít quá. Vừa mới thấy ông quân ở đây mà đã biến đi đâu rồi. Sợ thật. Ông quân nhanh lắm, chạy. Cắm đầu cổ đi. Cắm đầu cổ đi. Tôi chạy được đó rồi. Ô, ngon. Nghe hài vậy. Hình như cái map này tôi chưa bắn đâu ạ. Chắc là map này có mỗi tôi với Hưng bắn rồi. Ồ. Ừ. Map này lạ bắn này. Mày chưa này vẫn. Chưa bắn bao giờ. Mày không có thằng kinh nhạc. Tôi thấy như cái mê cung ấy, chạy lòng con. Chú ấy ra chỗ lúc đầu rồi. Chú ấy ra chỗ lúc đầu rồi. Nhanh 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 nhanh. Tôi vừa cứu quân bán vua tâm thấy. Biết gì, tôi chặn đầu nó còn gì á. Nó lửa cái cổng mạnh thôi, không nhìn gì vậy. Không phải nhìn cái gì đâu, chỉ là mồi máu thôi. Ô, lấy ra chỗ đấy à? Rồi. Đi một vòng luôn. Bắn linh. Chúng duy nhất có đèn trong trò này. Có một khẩu tổ găng nhưng có đen đấy. Một khẩu tổ găng tiểu tiểu không có đen đấy. Khẩu tôi đang bắn này á. Không, cái khẩu cùi cùi. Ôi, cứu, đằng sau nhiều lắm. Khẩu XM1014 nó hấp lại cái dao ấy. Khẩu nó bắn sọt 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 ấy. À, cái khẩu đấy này, có đen à? Tôi chưa, tôi ít bắn nên tôi cũng không biết. Fuck cả la di chuyển. Đúng rồi, hức, chắc chắn. Ok, ai lù. Ô, em bảo ông nhìn cứ là anh đi ra lọt vậy. Cái này cũng đi lỗi ạ. Cái bên trái, cái chỗ nó rộng quá. Bên kia tôi đi lỗi. Ủa, cái hành lang này tôi bá chủ luôn. Ủa, mà cứ chẳng là đường này khuôn đấy. Ông ơi, bên này rất đông. Tôi hết đạn rồi, tôi hết đạn rồi. Tôi hết đạn rồi. Lùi ra không tôi chết, lùi ra. Chậm hơn một tí nữa là tôi chết rồi. Ông hại tôi, ông hại cả cú đấy, ông biết chưa. Tôi nhờ người ngoài cuộc mà tôi cũng bị ảnh hưởng. Phải đủ ông Phú nghe đấy không? Tôi nghe rồi. Nhưng mà tôi quyết định sẽ làm ngơ. Coi như tôi chưa nghe thấy gì.
Không hiểu là một thằng chết là bốn thằng đi không? Thế à? Phải nổ thì cười. Vãi hoa từ bên kia cơ ạ, xa vãi. Ông Minh vãi luôn, trời ơi đánh giá. Lẹo. Hài vãi luôn. Đi rồi, tôi cái khẩu này có đèn đi rồi. Đấy. Khẩu nghe mà đi. Ông Quân lại đứng mất rồi. Chỗ này rộng rồi. Chỗ nào rộng? Không, cắt được. Tổ đấy hình như uy lực cũng mạnh phết đúng không? Mỗi tổ nó bắn hơi xì đa. Thì... Ok. Khẩu này thấy xuất hiện trong rất nhiều game. Ờ, khẩu sọt gắt kiểu kinh điển. À, tôi biết chỗ bảo rộng rồi. Đây đúng không? Đây ông ơi, đi ra đường, đây tôi chỉ ông ơi. Đi, 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 nhanh, chơi. Đây ạ. Đây, đây, chạy xuống đây. À, tôi biết cái chỗ ông định chỉ rồi, cái chỗ lúc đầu tiên. Vào nhanh. Đây, đây, anh Quân nào. Làm sao để chát riêng nhỉ? Chát riêng kiểu gì ông ấy? Vãi cả chát riêng. Làm gì chát riêng? Ủa, đống nhện luôn. Chết đường ngay đây rồi. Để cái điện ngay đây. Còn đấy. Một tiếng gói tượng kìa. Vâng. Ô vãi, chỗ này như kiểu bị đường cùng ấy nhở. Ok, đặt chân rồi. Như thế ra rồi. Tôi nghĩ là chỉ có con điên mới có thể phá được cái chỗ này. Phá trận được ở đây, chứ mấy con này chưa đủ đô. Phá trận nghe như kiểu trong Tam Quốc ấy. Cầm mồm à? Một lần tập tổ mồm này. Không là tự lận. Khi mình đi ra chỗ khác thì cho thằng Minh đứng mình ở đây. Đấy, cái mục đích của tôi ấy, hiểu không? Đây là đoạn này này, tôi ông cũng lầm đầu rồi, nó hưng đồ rồi. Đây, tôi đây. Dù gì thì chết đơ nó ở trên kia thôi. Các ông cũng vẫn phải quay lại. À, lăn nữa, xong cái lớp này rồi đi. Cái lớp khác này giết rồi, xong ôm con kia. Ai dù? Không hiểu à. Như kiểu ông Minh tội lỗi thì gọi là từ kiếp trước rồi. Chắc là Quân vẫn rất cay vụ trận 3-3 lần trước. Trận đấy tôi làm gì? Trận đấy... Cũng gần nhất là cái trận nào ấy nhỉ? Cái trận mà mình thua ngược đấy, lụi Yasuo đấy. Anh đủ cháy người vẫn bắn được, ui vẫn đập được, ui.
Ông bác nó mất cả cục máu, ông bác chưa mua giáp à? Sao rồi? Ngáo, ngáo. Ông bác hình như là mình nhảy xuống là mình mất một cục máu chứ không phải là... Vâng, cục thứ 3 có đèn. Cục thứ 5 có đều nhất. Gọi như thế. Rồi nhốt nó lại, nhốt nó lại, chúng ta lại, vãi nổi ông Hưng. Tân ban phía trader sao mình nhốt được, vãi nổi. À ờ nhờ, vãi nổi. Nhốt thôi mà, thôi đợi các bạn. Đợi thời cơ. Tội lỗi phải gọi là không thể nào mà giải quyết được bằng người nói. Đấy rồi, đúng rồi. Nói chuyện nhanh hơn là ngưng nữa. Chặt đầu, chặt đầu, chặt đầu, chặt đầu. Cưa kìa, cưa kìa. Sau kìa, đằng sau kìa. Lia bay đầu á, Lia bay đầu á. Lia bay đầu á. Lia theo nó bay đầu á. Nó cú nhích. Sao bên này này? Chỗ em xong là đi qua hết được. Ờ đúng rồi. Chị đang chơi ping pong vậy. Sau rồi, sau rồi. Rồi. Đi rồi. Quái đi đấy. Để họ một làn một tàn kiếm kia. Rồi đâu kiếm đây rồi. Lia vỗ đầu á. Lia vỗ đầu á. Lia vỗ đầu á. Ông Minh sang bên này này. Đừng đi này. Có phải như Minh đơn giữa phong chú. Ô vãi lột. Ô vãi lột. Ô vãi lột. Ô vãi chưa. Sao tôi chết thời sau nhỉ. Thua rồi đấy. Tôi quyết tâm sẽ đưa thằng này để lên tế. Tế thần luôn. Tôi sẽ... Cái này chắc là vật tế không? Ông có thể ăn thịt thằng này ở dưới âm phủ. Tú ơi ông thấy chưa? Đồ quả đấy à, quả đấy tôi ném mịu đạn ấy. Quả đấy tôi ném mịu đạn, thế là nó nổ đứng trước. Xong bọn lần sau nó cào. Nhưng sau cũng không chết được. Tôi đang nhìn thấy tương lai tươi sáng rồi. Trời ơi ngồi máu ý, thằng áo này. Đều. Vãi lù, các ông đang phá hỏng video ấy. Không phá được đâu. Chưa cái đánh này cắn cả ngày. Trời ơi, ngồi nhìn ngấu đây nào. Đúng rồi. Ôi, tí máu nào. Ui dồi ôi, thôi xong rồi. Con bắn này vỡ mồm rồi. Bắn này vỡ mồm rồi. Ui dồi, con bắn này cháy bít luôn. Cháy bít luôn. Cháy bít luôn. Nó đã quay rồi. Thôi, tí máu nào, đừng nào. Thế đạn đấy. Ủa xong rồi. Tôi còn chết một hết nữa. Cụt đầu. Vâng, ông Hưng chết một con tiếng nữa. Chả, ôi tôi xong. Ông hồi máu cho tôi thì tôi vẫn có thể cân được, ông không thể mồi cho tôi. Ba con chiên ra một lúc à? Ngáo chưa, ông hồi tôi sấy chết từ nó rồi. Ông nghe thằng quân thì cùng mỗi nó sống nó vứt ông ở lại nó chết. Đấy là con nào hạ ứ ui. Đi chết. Mày là người. Tôi nghĩ là đây gọi là quả báo à. Rồi chém nó gãy cả cánh luôn. Mà chém nó rụng cánh luôn. Nhưng ngồi đấy mà gà này cóc bay ở nữa luôn. Hồi máu ấy, hồi máu ấy. Đấy bíp. Có súng gì đâu. Cái bộ phim nó sẽ hoàn hảo hơn nếu mà ông Hưng hồi cho tôi tí máu tôi sẽ cân hết cái bãi lính đấy thì là tôi lên phim. Vãi, bộ phim hoàn hảo nhất là khi các ông không đứng dàn hàng một chỗ. Nhưng mà rất tiếc là một hít nữa tôi xong rồi chết rồi.
Bắn chi lên đi, bắn chi lên đi. Rồi, anh quân. Thôi, khẩu súng của ông mẹ ông Medic ạ, ông Medic cũng hùa theo xong cuối cùng chết sắp bật đờ hả? Ở đấy, ông thấy chưa? Sau cuối cùng nó lấy súng của ông. Ủa. Nó chết đời đi ông ơi. Nó đi bán. Thấy ông thấy chưa? Ông chết đi, nó lấy súng của ông, nó đi bán. Toàn những mưu hèn kế bẩn ạ. Cuối cùng thằng Quân nó đạt lợi, nó thu hồi hết cả súng anh em mình, nó đi bán lấy tiền. Xong bộ phim nó lên làm nhân vật chính. Nó bao nhiêu mưu hèn kế bẩn. Vãi lù suy diễn kinh vãi lù. Suy diễn kinh vãi lù. Bét à? Ôi, web 6 rồi đấy, à web 6 rồi đấy. Không đùa được. Đùa nó đâu. Vâng, tôi mất miếng nó. Tôi mất miếng nó cái khẩu A12 luôn. Bây giờ còn đúng 200 đô. Ờ tập lúc nãy là A12 à? Quay rồi. Quay nhanh quay lại nhà. Đâu? Tôi rơi ra là khẩu đều. Khẩu A12 tôi còn chưa rút ra được lần nào ấy. Tôi còn chưa bắn được một viên nào luôn. Không lấy chưa? Không lấy chưa? Quân. Xuống đây tôi bắn rồi. Không thấy chưa? Ông Hưng thấy chưa? Ông hại tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ làm gì? Tôi làm gì nhiều vãi cứt. Cái thằng Quân là cái thằng đang bị nhốt ở ngoài cửa ấy. Xong đi vào sau nó đập. Chưa phải tôi mà bị quan đâu. Ông Hưng đấy. Thằng điên. Giờ điên nó ra này, nó đấm cho cả team. Bên kia có khẩu sắp lên căn ấy, sao ai cần. Ủa ôi, đúng nhẹ này. Tôi đã van xin ông Hưng hồi cho tôi tí máu để tôi gánh nốt. Cuối cùng ông không hồi. Vãi cả gánh. Vãi cả gánh. Không, vẫn hồi đấy. Nhưng mà công si đen là tôi kịp hồi cho ông thôi. Đúng rồi. Không kịp hồi. Nó mạnh quá. Tin địch quá mạnh. Tôi không phải chết vì si đen. Liên tục đấy rồi. Đây rồi. Lấy lại đây rồi, lại chặn rồi. Đấy, tôi xong rồi. Tôi túi chạy trước khi có muộn. Lên đường trên này, đừng chặn. Chạy. Phải đủ bảo đi cùng nhau cuối cùng vậy. Chơi bời vãi. Bắt đầu thằng Phi Hèn đâu anh? Tôi đẩy pin nhìn nhau, nhìn tất máu rồi, đi theo rồi. Bắt đầu, thằng Hưng, nhiều người rồi anh. Mình, ủa, bắt đầu, hai cửa ở đây luôn. Chết. Đáng đi, kệ thằng Quân đi, kệ thằng Quân đi, thằng Quân phải chạy. Ông bá cưa rồi, phải nổi. Kệ thằng Quân đi, kệ thằng Quân. Chỗ này view tốt quá, nhìn thấy hết rồi. Sợ từ trên này rơi xuống rồi. Điên đâu rồi, chưa điên à? Ô, tôi xong rồi. Nát tim. Thôi xong. Tất cả là tại thằng Quân. Vãi lù. Thằng cưa nó đến thằng Quân nó còn ra chặn đường tôi không cho tôi ra giúp ông cầm thủ ạ. Vãi kết quả tôi nếu chạy được nữa luôn. Tôi bị kẹt ở trong chỗ ấy luôn nếu chạy được. Thế tại quá nhiều người đứng ở một chỗ. Tại tôi. Ui dồi hết. Em không hương hồi máu em. Ui dồi cháy đít thôi. Nãy trước khi chết ông Tú cầm súng gì đấy? Vãi này còn thế nữa. Nhà tôi lợi. Đánh đổi. Lưu hèn cầu toàn căn đều ấy. Ra mà lấy. Vãi. Tôi hết sạch cả tiền. Chả có nhiều mua ấy. Còn bấy chưa? Tôi lâu không có một video toàn thất person nên là tôi lại quyết định hy sinh làm người quay. Hưng zone. Rồi ok. Giết nó con Siren này ok. Rồi xong rồi. Sống rồi.
đúng rồi, đúng rồi. Rồi tôi đưa thêm hàng đến rồi. Thôi đi thôi. Vâng, tí hơn xuống. Ủa thôi xong. Khổ quá. Mình là kẻ bị hại mà cùng Tú bị vạ lây. Tội ác này không thể tha được. Tội ác kinh. Không thể nên chịu trách nhiệm không? Còn cách vứt nốt chỗ tiền còn lại đi. Mình kinh. Ôm một ca mấy rồi. Cái thằng nào đang ôm 2,84k kia. Đấy, không có nhạc cơ. Nhạc sao nói liên lên là nhạc. Tôi sợ có thằng ăn thụ. Sao đủ mua tao. Để bán sau tôi mua súng tụ rồi bắn con điên. Rồi rồi, ok. Cho đồng chí thích nhé. Nhìn nhanh, nhìn nhanh. Nhìn nhanh cũng chết. Điên nó đến, điên nó đến, điên nó đến. Phóc, 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 phóc. Kìa, 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 kìa. Ui dồi ôi. Nhanh anh em. Tôi phát hiện ra một điều là ông đi cùng các ông thì khả năng chống phóc của tôi sẽ cao hơn. Cứ 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 Tránh nhanh cứ gửi, tránh nhanh cứ gửi. Ồ rồi, chỗ này thú á. Đi coi cái lít á. Đi dùng bơ xích cơ. Tướng ơi cứu tôi. Tôi bị dính cái xít của thằng kia ông đốt máu kinh vãi lù. Đi ra, hai là người được cứu. Cảm ơn tôi là một ca. Sao rồi, sao rồi, sao rồi. Ui, hết giáp rồi. Mai, lều. Hỏng rồi. Ui, siren kìa. Ui, vẫn hết chúng rồi. Có lẽ ván này tôi phải ra đi. Ui, nhảy, nhảy. Cái này không có nhiều mồ côi ạ. 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 Mồ đập. Điên ở trong phòng kìa, điên ở trong phòng kìa. Vâng, Black Power đúng chưa? Best phim. Best phim. Ơ, thằng Black Power chết chưa? Chưa, chưa. Ông lo thật không đi. Tôi cứ phải nhìn 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 nó đâu rồi. Gánh nha Hưng ơi. Có mỗi con Black Power đáng sợ thôi. Có hơn 10 con thôi. Bây giờ đến lượt ông Hưng phải trả giá cho những gì mà mình đã làm. Ông anh kẹt
Hay, hay, hay phết. Tôi thấy có triển vọng phết. Này nhờn này chạy qua cầu này. Ông phải trả giá những gì mà ông đã làm. Đúng rồi. Đến lượt ông phải trả giá rồi. Ông đã cười lắm luôn này. Càng quá trời. Mày nói liên quan đến mình luôn. Mặc dù ông Quân là người đầu tiêu nhưng mà tôi nghĩ ông Hưng là người có tội nhiều nhất. Ông Hưng là chính là người có tội nhiều nhất. Bây giờ mà ông Hưng giết được thằng điên thì... Tôi sẽ phải lại 2 2 2 2 2 cho đến 2 luôn. Tôi cho 2 luôn. Chạy đi. Vâng. Vâng. Thôi tôi nghỉ đây. Thôi tôi nghỉ đây. 2 like luôn. Tôi sẵn sàng để cho thằng Hưng 500 đô nếu mà nó qua được cái web này. Ông ấy rồi điên. Giờ chỉ 2 like này, 2 like này. Không, mấy, không có giá. Đi giá đi đã. Mấy lần trước mấy lần trước là bọn tôi bắn hết rồi, ông tôi ông mới giết được nó. Lần này nó phun máu luôn. Cho ông tha hồ mà 2 like. Tôi cũng đập được nó một ít đấy. Nhưng mà không thấm đâu. Hai lai, hai lai. Nó điên lên chỉ cần lúc mà ông xuất định. Tôi xong rồi, tôi xong rồi. Ông súng nó khá hơn không? Ủa, nó điên là biết ngay mà. Úi dồi ôi, thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Rip in peace. Rip in... Oh my lord, what the fuck? What the fuck? Tội ác mà không bị đền tội hay sao? Mãi dù tội ác mà sao lại không được đền? Mãi chẳng thức. À đây, thằng này, thằng này. Thằng nhìn ngu. Nhơn. Yếu vãi cứt. Cưa quá, yếu vãi cứt. Tôi là con người vô tội. Tôi cũng được, mấy ngày. Chết có vẻ cười. Mẹ cái thằng nhiều tội nhất thì không bị nhìn tội à? Mẹ mày. Vậy tôi tưởng là đứng lại cho bắn rồi chết con mẹ chắc rồi vậy đều. Quá là bắn chết được nhỉ? Nãy tôi đập cả thấm, nãy đập được 1-2 phát. Quá là. Súng thì còn. Tuyệt vời ông Hưng. Tuyệt vời. Nó đổ súng là súng ống ra. Thôi xong, 3 thằng bắn suốt còn lại thì thua chắc rồi. Đâu nó giảm người mà. Nhưng mà nó không ao. Thằng Quân, thằng Hưng nó là hot. Nó không ao. Oh my god. Ôi thế là vấn đề rồi. Đổ thằng Hưng. À, tối rồi chắc nó phải tắt máy thôi. Tôi xong, bộ phim nó có rất nhanh. Phải dù.